Võ luyện đỉnh phong tập 77, chúc các bạn xem video vui vẻ. Dương Khai giải thích, nghe vậy Thư Tiểu Ngữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy vẫn chưa xong, Dương Khai dùng tay xé một miếng vải trên y phục của mình, sau đó buộc vào mắt mình. Nhìn thấy vậy Dạ Hàm tức giận nói, tại sao đến lượt Thư Tiểu Ngữ ngươi lại bịt mắt lại. Dương Khai nghe vậy thì ngoảnh đầu ra và nói, người ta Hoa đã có chủ rồi, nếu ta không bịt mắt lại, chỉ e lát nữa Trần Huynh sẽ đến liều mạng với ta. Ồ, Dạ Hàm gật đầu vẻ đồng tinh, dứt lời lại cười nói, ngươi cũng biết điều đấy chứ. Chả thế thế các người cho ta là loại người gì, chẳng lẽ lại là một kẻ háo sắc sao? Đám nữ tử vẻ mặt có chút áy náy, cảm thấy như mình đã hiểu nhầm Dương Khai. Hàn Tiểu Thất đang trong lúc áy này thì đột nhiên sắc mặt trầm lại và nói, lúc nãy có phải ngươi cũng có thể bịt mắt lại. Ép khống hồn trùng ra ngoài, chỉ cần chàng dùng tay và khu động chân dương nguyên khí là được rồi, mắt có nhìn hay không cũng không quan trọng, vốn không nghĩ đến điều này nhưng lúc này thấy Dương Khai làm như vậy Hàn Tiểu Thất lập tức cảnh giác. Dương Khai không dám trả lời, vẻ mặt ngượng ngùng. Thân thể mềm mại của Hàn Tiểu Thất run lên lẩy bẩy. Chư nữ tử nhìn nhau, chợt cười lạnh rồi xông lên trước, một đống bàn tay trắng như phấn đánh ầm xuống. Nửa giờ sau, một đám nữ tử oanh oanh yến yến người nói người cười đến tụ họp với người khác. Trần Học Thư chạy tới trước, kéo tay sư muội rồi vội hỏi, thế nào rồi? Thư Tiểu Ngữ kể lại chuyện diễn ra vừa rồi. Trần Học Thư liền nhìn Dương Khai đầy cảm kích. Việc làm giữ thể diện và tôn nghiêm cho cả đấng nam nhân của Dương Khai, không thể nghi ngờ gì đã khiến Trần Học Thư phải cảm động. Ngẩng đầu lên thì thấy Dương Khai mặt mũi bầm dập, vô cùng nhếch nhác, lúc đó hắn không khỏi kinh ngạc, Dương Huynh, Huynh. Dương Khai gượng cười nói, vết thương nhỏ thôi, chi là vết thương nhỏ thôi. Đáng đời. Tử Mạch đứng một bên cười hà hê. Dương Khai thì không hề để bụng, nghĩ rồi chàng lấy ra hai bình đan trị thương từ trong túi càn khôn, rồi đưa cho Trần Học Thư. Dương Huynh đây là để làm gì vậy? Trần Học Thư nhận lấy, vẻ đầy nghi hoặc. Huynh thu xếp cho mọi người, phòng khi lúc cần đến. Ngoài ra, nếu có gặp Vũ Thường Nghi thì tuyệt đối không nên dễ tin tưởng. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng dặn dò. Sao vậy? Nghe thấy cái tên Vũ Thường Nghi thì mọi người đều súng lấy. Dương Khai kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra trước đó. Nghe xong thì sắc mặt mọi người đều trở lên khó coi. Tả Phương nổi giận mắng, đúng rồi, ta đã nói mà, Tề Kiếm Tinh tại sao lại đột nhiên mất tích, hóa ra là bị Vũ Thường Nghi sai đi chặn giết Dương Huynh. Lần trước hỏi hắn thì hắn lại nói chi là đi dò đường, mấy ngày sau mới về. Trần Học Thư thì càng không hết phẫn nộ, người này tâm địa dã man, thủ đoạn độc ác, chi vì một bình thuốc trị thương lại phải đuổi giết bằng được. Hàn Tiểu thấy cau mày, thì ra chúng ta đã nhìn nhầm hắn. Nếu như lại tiếp tục bên cạnh hắn thì nói không sẽ gặp phải bất trắc gì đó. Chỉ vì một lọ thuốc trị thương mà Vũ Thường Nghi lại có thể hạ độc thủ với Dương Khai, nên nói không chừng hắn có thể vò huyết châu mà ra tay. Với những người luyện võ này của Đại Hán, nhiều người như vậy, nhiều huyết châu như vậy, hơn nữa lại đều là cao thủ chân nguyên cảnh, đủ để hắn thăng tiến thêm một tầng. Lần sau gặp hắn tỉ tỉ giúp ngươi dạy cho hắn một bài. Dạ Thanh Ti Mi Vũ Hàm Sát. Nàng đến từ hải ngoại nên không hề có chút kiêng kỵ gì đối với Cửu Tinh kiếm phái. Hiện giờ cả một nhóm người này hợp làm một đoàn, yêu thú của Thiên Lang quốc cũng không còn nữa. Ngoài Vũ Thường Nghi ra thì chi còn lại Xích Huyết và con yêu thú bậc 6 đó là, cần phải đề phòng. Tuy nhiên ngay cả khi có yêu thú bậc 6 đó làm nô dịch thì Xích Huyết, chi dựa vào sức lực của một mình mà muốn đối phó với nhiều người như vậy, cũng là có chút không thể. Chi một câu, đám người này chi cần không phân khai thì đã là sự sống không địch nổi. Trần Học Thư lại từ trong lời nói cử chi của Dương Khai nhìn ra chút manh mối. Dương Huynh, đây là Dương Khai khẽ mỉm cười. Ông Quyền nói, ta phải đi rồi. Đám người sắc mặt có chút biến đổi, Dạ Hàm hỏi, ngươi phải đi, sao lại phải đi? Dương Khai khẽ lắc đầu. Đôi mắt đẹp của Dạ Thanh Ti xoay chuyển, nàng bước lên trước nói, có phải vì vừa rồi đánh ngươi một trận nên ngươi không thoải mái? Nếu như vậy thì tỉ tỉ để ngươi đánh trả một trận, nhẹ tay một chút là được. Không phải vậy, ta chi là có cách nghĩ của riêng mình. Dương Khai không hề giải thích nhiều. Nghe chàng nói vậy Tử Mạch kinh ngạc nhìn chàng, trong lòng có chút xúc động. Những người khác cũng ít nhiều đoán ra điều gì đó. Nhìn Tử Mạch rồi lại nhìn Dương Khai, định nói gì đó nhưng lại thôi. Như vậy đi. Dương Khai khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Lãnh San, ngươi cũng ở lại cùng mọi người đi. Vừa nói trong lòng vừa hô một tiếng địa ma. Nào biết lão lại không chút phản ứng gì, Dương Khai biết tên lão ma này nhất định là đã phong cấm mình lại, phân giải phong cấm xong câu thông lại chính diện nhìn Lãnh San nói, ta có thù oán với Quỷ Vương cốc các người, Kim Hào là do ta giết, Vu Thành Khôn cũng là do ta giết, hôm khác nếu ngươi muốn báo thù cho bọn họ thì hãy cứ đến Lăng Tiêu các tìm ta. Nếu như là mười mấy ngày trước thì Dương Khai nhất định không giữ lại tính mạng cho Lãnh San, nhưng lần này hoạn nạn cùng nhau, nếu giết nàng ấy thì đúng là không chút nhân tình rồi. Lông mi Lãnh San lóe lên, lắc đầu nói, không cần nữa. Dương Khai khẽ mỉm cười, như vậy là tốt nhất. Vừa nói vừa nhìn chán nàng, trầm ngâm nói, quà tặng cho người tạm thể ta không có cách lấy lại,
đợi đến khi ta tìm thấy thần du cảnh hãng nói đi. Lãnh San khẽ gật đầu, gượng cười nói, ta tín là sẽ không lâu. Nàng ấy đương nhiên biết rõ món quà Dương Khai nói là gì, không ngoài gì khác chính là dấu vết trong đầu nàng. Dấu vết khó phai, nàng vĩnh viễn là nô bộc của Dương Khai, sống chết cũng không thể tự quyết định. Về điểm này Dương Khai không hề lừa gạt nàng. Dấu vết đó là do địa ma giúp chàng gieo xuống, hơn nữa cho dù là tử mạch hay là Lãnh San cũng đều phải tự đem thần thức của mình trao vào tay Dương Khai thì mới có thể hoàn thành, nếu không phải như vậy thì không có cách nào gieo dấu vết ấy xuống. Nhưng nếu muốn giải trừ nó thì cũng không phải việc đơn giản, mà phải do Dương Khai thi triển thủ đoạn của mình thì mới có thể được giải trừ. Thưa các vị, Thanh Sơn Bất Cải Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta hãy từ biệt từ đây, sau này sẽ còn gặp lại. Dương Khai mỉm cười cung tay làm lễ. Bảo trọng. Dương Khai xoay người, như là cỗ sao chổi rời đi, Từ Mạch không nói một lời mà lặng lẽ đuổi theo. Mãi lâu sau, Trần Học Thư mới nói, thực ra nữ tử của Thiên Lang đó đi cùng chúng ta cũng không có gì là không ổn, Dương huynh đã quá lo xa rồi. Dạ Thanh Ti cười duyên dáng, ngươi có dám bảo đảm mình có thể, như bình tĩnh như mọi khi mà để nữ tử của Thiên Lang đó đi cùng không? Trần Học Thư sửng sốt, gượng cười lắc đầu. Tử Mạch đã từng là kẻ thù của bọn họ, lại là kẻ luyện võ của Thiên Lang, trong tay nắm giữ loại bảo bối nghịch thiên khống hồn trùng, không ai có thể đối xử với cô ta với một trái tim như bình thường. Cô ta ở lại, mọi người cố nhiên là vì nể mặt Dương Khai mà không làm khó dễ cô ta, nhưng chắc chắn là sẽ luôn đề phòng, mà cô ta thân chi, là một người ngoài, trong lòng tự nhiên sẽ không được thoải mái. Dương Khai nhất định là đã nghĩ đến điều này nên mới đưa cô ta đi theo. Lãnh San, nữ tử đó đúng là nữ tỳ của Dương huynh sao? Trần Học Thư thấy hiếu kỳ, nên muốn hỏi đến cùng. Lãnh San nhìn hắn một cái rồi vẻ mặt lạnh lùng quay người đi, để lại cho hắn một bóng dáng. Ta nói sai gì sao? Trần Học Thư không nói gì, trong giây phút đó hắn nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Lãnh San, không ngờ rằng câu hỏi đó cũng chọc đúng đến nỗi đau của Lãnh San. Đi trong cánh rừng rậm rạp, ánh mắt Tử Mạch phức tạp chăm chú nhìn bóng lưng Dương Khai. Mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi, và lại cũng không biết nói gì. Sự tình mịch im ắng bao quanh hai người, Dương Khai chạy vọt ở phía trước, thi thoảng dừng bước nhíu mày trầm tư, nhìn trước ngó sau rồi lại lập tức khởi hành. Tử Mạch thì như cái đuôi bám sát theo sau Dương Khai, một bước không rời. Một ngày sau đó Tử Mạch cuối cùng cũng không chịu nổi sự trầm mặc này rồi, nàng vẻ như hờn dỗi dừng lại tại chỗ. Dương Khai thì cứ thế chạy đi mấy trăm trượng thì mới phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng quay lại thì chi thấy Tử Mạch đang đứng ở đó, khẽ nhếch cái cằm sáng bóng lạnh lùng nhìn Dương Khai. Ngươi làm gì vậy? Dương Khai nhướng mày, vẻ mặt có chút không vui. Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì nữa đấy? Tử Mạch phập phồng bộ ngực, ném ra một câu ngang ngạnh, rồi giọng lại không khỏi dịu đi, kỳ thực ngươi cũng không cần phải làm vậy. Làm vậy là làm thế nào? Dương Khai vẻ nghi hoặc nhìn nàng. Là rời khỏi những người đó chứ sao, đi cùng bọn họ, ngươi không cần phải lo lắng vấn đề an toàn của mình. Hiện giờ ở nơi dị địa này, ngoài ngươi, ta và đám người đó, ra cũng chỉ còn lại hai cao thủ là sư huynh của ta và Võ Thường Nghi mà thôi, với thực lực và nhân số bọn họ, thì căn bản không phải sợ sư huynh ta và Võ Thường Nghi, vì thế ngươi thật không sáng suốt khi tách khỏi bọn họ. Dương Khai nhìn khắp nhìn người nàng, khóe miệng từ từ hiện ra một nụ cười khó hiểu. Không phải ngươi cho rằng, ta vì lo lắng cho tình cảnh của ngươi nên mới tách khỏi bọn họ đấy chứ? Dương Khai cau mày nói. Tử Mạch đỏ mặt, nhìn thẳng vào Dương Khai, hỏi vặn lại, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cũng quá xem trọng bản thân rồi. Dương Khai cười vẻ khinh miệt, ngươi là võ giả của Thiên Lang, trước ngày hôm qua chúng ta vẫn là kẻ thù không cùng sống chết. Cho dù ngươi có biểu hiện tốt thế nào đi nữa, thì trong lòng vẫn có ý muốn lấy mạng ta, ngươi bất nhân, thì ta cũng bất nghĩa. Ta sao phải quản việc sống chết của ngươi? Tử Mạch vô cùng tức giận, ngực phập phồng, rồi cắn răng nói, từ sau khi bị ngươi khống chế ta có chỗ nào là không tốt. Ta biết người như ngươi hảo diện miệng cũng cứng, nhưng cũng không cần phải nói những lời vô tình như vậy chứ. Lúc giết Tất Tu Minh hắn cũng vậy. Tuy căm tức Tất Tu Minh trước đó giễu cợt coi thường hắn nhưng ít nhiều, cũng là vì mình mới lộ diện. Nhưng nam nhân này khăng khăng không thừa nhận, Tử Mạch thông minh lanh lợi, hắn nói gì đương nhiên là như thế, nàng cũng không đi vạch trần, khiến hắn phải mất mặt. Nhưng lúc này hắn lại vẫn nói như vậy. Thể diện quan trọng, như vậy sao? Chúng ta lúc trước có giao tình gì sao? Dương Khai ha hả cười, rồi bước lên trước đưa tay ôm lấy eo Tử Mạch, một tay không chút khách khí vuốt ve làn da mềm mại ở đó. Tử Mạch vội giơ hai tay đẩy lên ngực Dương Khai. Thân trên cong về phía sau, một cảm giác tê dại ở vòng eo truyền đến. Khiến nàng không khỏi có chút ớn lạnh trong lòng, cao mày trách mắng, ngươi làm gì vậy? Ngươi nói ta vô tình, vậy ta hữu tình cho ngươi xem thôi. Tay Dương Khai càng xuống xã hơn, buông ta ra. Vẻ mặt Tử Mạch lạnh như băng. Dương Khai nhếch miệng cười, rồi cũng không xuống xã nữa, mà tự nhiên buông tay ra. Tử Mạch vội lùi sau mấy bước, tách ra khỏi Dương Khai, vẻ mặt đầy cảnh giác và phòng bị. Ngươi nói không sai. Dương Khai đột nhiên lại gật đầu,
Ta tách khỏi bọn họ một phần nguyên nhân là vì lo cho hoàn cảnh của ngươi Tử Mạch, lúc này đang tức giận thì đôi mắt không khỏi hiện ra chút cảm động. Dù nói thế nào thì ngươi cũng chịu sự khống chế của ta, cũng coi như là nô bộc của ta, ngươi mất, mặt thì ta cũng không còn mặt mũi gì đúng không? Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Mạch lại chợt lạnh xuống. Tên nam nhân trời đánh này. Tử Mạch tức giận thầm mắng, trong lòng không hết thầm hận. Tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Dương Khai dựng ngón tay lên đung đưa. Nguyên nhân chủ yếu là gì? Tử Mạch hít sâu một hơi rồi hỏi. Ta muốn đi tìm Võ Thừa Nghi. Mặt Dương Khai hiện lên vẻ độc ác, ta muốn giết chết hắn. Võ Thừa Nghi phái sư đệ hắn đến lấy tính mạng Dương Khai, mà Dương Khai cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy. Oan có đầu, nợ có chủ, Võ Thừa Nghi phải trả giá cho việc làm của mình. Hắn thân là cao đồ của Cửu Tinh kiếm phái, địa vị nhất định không thấp, một khi để hắn rời khỏi vùng dị địa này, ra đến bên ngoài thì muốn giết hắn cũng rất khó, vì thế Dương Khai muốn giải quyết hắn tại đây. Không thể để tuột mất thời cơ, mất rồi sẽ không có được nữa. Huống chi, trên người hắn nhất định là có bảo bối Lưu Viêm Dịch, nên Dương Khai càng không thể bỏ qua hắn. Lưu Viêm Dịch không có tác dụng gì với hắn nhưng lại rất hữu dụng với người khác. Chỉ là nếu cùng hành động với đám người kia, cho dù giết được Võ Thừa Nghi thì cũng không đủ chia rồi. Dương Khai muốn độc chiếm. Gan ngươi cũng to thật, người mà có thể thoát mạng khỏi tay sư huynh ta thì thực lực nhất định không bình thường. Ta không phủ nhận bản thân ngươi cũng rất mạnh, nhưng ngươi có cảm giác mình có thể thắng được tên Võ Thừa Nghi đó không? Tử Mạch nhìn Dương Khai như nhìn một quái vật, vẻ mặt không thể tưởng tượng được, nghĩ bụng người này quả là cả gan làm loạn. Thắng được hay không thì đánh mới biết được. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, nhìn Tử Mạch vẻ đầy thâm ý sâu sắc, chẳng phải vẫn có ngươi trợ trận sao? Ngươi cho rằng ta đưa ngươi là để làm gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Mạch phát lạnh lên, dậm chân nói, ngươi có thể đi chết rồi đấy. Hóa ra hắn lại tính toán nhiều đến vậy. Thiệt thòi mình vừa rồi còn vì hắn cảm động nữa. Ha ha. Dương Khai lớn tiếng cười, đưa tay lên sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Mạch, làm ra vẻ tâm đầu ý hợp, đừng nói những lời vô tình như vậy mà. Ở cùng ta thêm một thời gian nữa ngươi sẽ phát hiện rất nhiều ưu điểm của ta đấy, nói không chừng lại bị ta làm cho mê điên đảo nữa. Đúng là không biết xấu hổ. Tử Mạch tức giận cười lại. Câu nói của hắn có chút vô sỉ nhưng không thể phủ nhận, người này có nhiều điểm sáng mà nhiều nam tử đồng bối không có. Những điểm sáng vô hình trang tỏ ra này vô cùng hấp dẫn người khác, đặc biệt là nữ nhân. Biết được ý nghĩ thực sự của chàng Tử Mạch cũng không tức giận nữa, ngược lại còn mỉm cười nói, trên đường ngươi nhìn ngó khắp nơi, thì ra là đang tìm tung tích tên Võ Thừa Nghi đó, đã tìm được đầu mối gì chưa? Chưa. Dương Khai lắc đầu, cao thủ như hắn muốn ẩn giấu tung tích của mình thì cũng là việc đơn giản. Ngập ngừng một chút Dương Khai tự tin cười, nhưng chỉ cần hắn vẫn ở đây thì cuối cùng cũng sẽ tin được. Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Tử Mạch khẽ tiếng cười. Dương Khai gật đầu, ta cũng đang có ý đó. Mấy ngày tiếp theo đó, Dương Khai cùng Tử Mạch vừa tin tung tích của Võ Thừa Nghi vừa lùng tìm yêu thú. Hai tên Diêu Hà và Diêu Khe lúc đầu khống chế hơn 100 con yêu thú, sau đó 30-40 con bị giết nhưng vẫn còn gần 70 con. Đây có lẽ là số yêu thú còn sống trong khu dị địa này. Mấy ngày tiếp đó, thu hoạch không nhiều, Tử Mạch cũng chỉ dùng khống chế hồn khống chế được 7 con yêu thú mà thôi. Những yêu thú bị khống chế này lại tứ tán phân khai, làm tăng thêm phạm vi và hiệu suất truy tìm. Mười mấy ngày qua đi, số lượng yêu thú bị Tử Mạch khống chế tăng đến 15 con, ngày này cuối cùng Dương Khai cũng phát hiện được tung tích Võ Thừa Nghi. Một con yêu thú phân tán ra ngoài phạm vi lùng tìm đã mất mạng, đến khi hai người Dương Khai và Tử Mạch đi xem, thì rõ ràng phát hiện thấy xung quanh có dấu vết kiếm khí. Là Võ Thừa Nghi. Dương Khai thần sắc chấn động, kiếm khí này người thường không thể thi triển ra được, mà chi có thể là đệ tử Cửu Tinh kiếm phái. Hơn nữa ngã xuống đất chết này lại là con yêu thú bậc 5. Có thể một kích lấy mạng nó thì thực lực của người thi triển kiếm khí này nhất định không thấp. Tổng hợp tất cả đầu mối lại, Dương Khai gần như trong nháy mắt là có thể đoán được là do Võ Thừa Nghi đã hạ thủ đuổi theo dấu chân ngựa để lại, nhưng nửa ngày sau lại để mất tung tích tên Võ Thừa Nghi. Dương Khai cho mày, lần đầu tiên cảm thấy không tu luyện được thần thức lại phải chịu khoanh tay bó gối như vậy, muốn tìm một người lại khó như vậy. Nếu như tu luyện được thần thức thì đã không phải vậy rồi, chỉ cần thần thức đủ mạnh thì lan ra về sau phạm vi hơn 10 dặm là có thể thấy ngay. Trong lúc Dương Khai đang ảo não thì Tử Mạch mặt đột nhiên biến sắc nhìn Dương Khai nói, sư huynh ta ở gần đây. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, xích huyết sao? Ừ, sắc mặt Tử Mạch nhìn rất khó coi, huynh ấy có một con lục giai yêu thú, kết hợp với thực lực của mình thì ở đây không ai là địch thủ của huynh ấy. Bạn đang xem Võ Luyện Đỉnh Phong tại kênh YouTube Recap Phim. Hắn cũng ở đây sao, lẽ nào là đuổi theo Võ Thừa Nghi đến? Tâm tư Dương Khai cấp chuyển, lúc đầu 4 người của Thiên Lăng Sâm La Điện dùng đại quân yêu thú tấn công những võ giả của Đại Hán, ngoại trừ Võ Thừa Nghi, dựa vào sức lực của mình chạy thoát được thì những người khác đều bị bắt hết, sau đó Xích Huyết lại dẫn theo con lục giai yêu thú đuổi theo, mấy ngày này có lẽ là hắn vẫn luôn truy giết Võ Thừa Nghi.
Mà việc mà Dương Khai đang làm cũng chính là việc này. Hai người cùng chung mục tiêu, gặp phải nhau thì không có gì là kỳ lạ rồi. Không kịp nữa rồi. Tử Mạch Hoa Dung thất sắc, quay đầu nhìn về một bên rồi lập tức khẽ tiếng dặn dò. Lát nữa ngươi đừng nói gì cả, để ta chu toàn với huynh ấy. Nếu như để huynh ấy biết quan hệ giữa chúng ta, thì huynh ấy nhất định không tha cho ngươi đâu. Dương Khai vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Tử Mạch hừ lạnh, ta là tự bảo vệ mình thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết thì cũng chi là một ý niệm trong đầu mà thôi. Vì thế ta không thể để ngươi xảy ra chuyện, tránh khỏi khi ngươi chó cùng rứt dậu kéo ta cùng chịu tội. Ha ha! Dương Khai khẽ cười, ngoảnh đầu nhìn theo hướng của nàng. Chỉ nhìn thấy một con yêu thú thần tuấn uy mãnh chạy ra từ chỗ rừng cây kia, con yêu thú này vừa giống sói lại cũng như hổ, thân hình mạnh mẽ, tứ chi cường kính hữu lực, hung khí đằng đằng. Than dài đến ngoài ba trượng, mặc dù cách phải mấy chục trượng nhưng con yêu thú này cũng mang đến cho Dương Khai cảm giác bị áp bách. Lục giai yêu thú danh phó kỳ thực. Khi nó vọt đến những con yêu thú bên cạnh Tử Mạch đều lần lượt phủ phục xuống, nhu thuận như chuột thấy mèo vậy. Ngồi thẳng trên lưng con yêu thú là một nam nhân trẻ, thân khoác trường bào màu tím, tuổi khoảng chừng 25-26, song mi như kiếm, tả phi nhập tấn, hai con mắt long lanh hữu thần, thần sắc lãnh khốc. Đó chính là Xích Huyết. Có chí khí hoàn toàn bất đồng với Võ Thừa Nghi, so sánh thì thấy Võ Thừa Nghi trầm tình hơn, còn Xích Huyết thì tỏ ra càng bá đạo, nhưng bất luận là ai thì cũng đều cho người ta cảm giác kiêu cuồng. Đều là thiên chi kiều tử, có tư cách kiêu cuồng. Hắn nhìn Tử Mạch, tùy ý ngồi trên lục giai yêu thú lững thững, đến, mắt cũng không thèm nhìn Dương Khai. Lục giai yêu thú dừng lại ở bên ngoài hơn chục trượng. Sư huynh, Tử Mạch tiến lên hành lễ, lục giai yêu thú đó khẽ gầm một tiếng, đầy ý uy hiếp. Sự phản ứng của con yêu thú khiến Tử Mạch tâm trung nhất đột, nàng lại nhìn sư huynh, nhưng chỉ thấy sư huynh đang nhìn mình với một ánh mắt lạnh băng. Diêu Hà, Diêu Khê chết rồi, muội biết chưa? Trầm mặc hồi lâu, Xích Huyết cuối cùng mới lên tiếng, cặp mắt hắn khẽ nheo lại và lóe lên tia nhìn nguy hiểm, dường như đang khuyến cáo Tử Mạch, câu trả lời của cô sẽ quyết định vận mệnh của chính mình. Tử Mạch run bắn cả người, cau mày nói, muội giết đấy. Đôi mắt đang nheo lại của Xích Huyết chợt mở to ra, hắn trầm giọng quát lên, muội giết. Phải. Tử Mạch vẫn không chút sợ hãi. Cho ta một lý do xem. Xích Huyết lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt vô tình. Tử Mạch khẽ run rẩy, đáp lại, chúng đã giết yêu thú của muội, lấy mất khống hồn trùng và còn hủy mất một sợi thần thức của muội. Xích Huyết nhướng mày, nhìn Tử Mạch đầy hồ nghi, tại sao bọn chúng lại làm vậy? Tử Mạch cười khẩy, sư huynh đã biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi muội làm gì? Xích Huyết nhắm nghiền mắt lại, một lúc lâu sau mới khẽ khàng gật đầu. Chúng dám ra tay đối phó với muội, đâu đó cũng là hậu quả đáng chịu. Nghe được câu này, Tử Mạch không khỏi thở phào một hơi. Nếu Xích Huyết thật sự muốn ra mặt vì Diêu Hà và Diêu Khê, thì chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn. May mà Xích Huyết dù gì cũng còn có chút phong thái của sư huynh, không hề trách phạt Tử Mạch một cách hồ đồ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một mình muội thì không thể giết nổi chúng được. Xích Huyết điềm nhiên nói, ai đã giúp muội? Tử Mạch khẽ cắn môi, không nói lời nào. Xích Huyết khẽ liếc nhìn Dương Khai. Thần sắc lạnh lùng, ta mặc kệ tranh chấp giữa muội và Diêu Hà và Diêu Khê, sau khi trở về sư phụ sẽ tự biết xử lý công bằng. Nhưng, nếu có người ngoài hạ thủ với chúng, thì hẳn là muội biết nên xử lý thế nào rồi. Biết ạ, Tử Mạch nói khẽ. Vậy thì, giết hắn đi. Xích Huyết chi tay về phía Dương Khai, vẻ mặt lạnh tanh, giọng điệu quả quyết. Dương Khai khẽ giật mình, liền âm thầm cảnh giác, hắn cũng không ngờ được sư huynh của Tử Mạch lại quyết đoán và tàn nhẫn đến vậy. Tử Mạch ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ một tia nhìn đấu tranh. Cô ta chắc chắn không thể hạ thủ với Dương Khai, chỉ cần cô ta mà có ý nghĩ này, không đợi cô ta ra tay, Dương Khai sẽ dồn cô ta vào chỗ chết ngay. Nhưng Xích Huyết đang đứng ngay trước mặt dùng phong thái mạnh mẽ thúc ép, kể cả Tử Mạch có thông minh đến đâu đi nữa thì trong chớp mắt, cũng không biết phải giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào. Bất luận lựa chọn của cô ta là gì, thì đều không thể khiến cả hai người vừa lòng cùng một lúc được. Muội và ta cùng phe, đâu cần hắn hộ vệ. Còn không động thủ đi. Xích Huyết điềm nhiên thúc giục. Tử Mạch bắt đầu thở dốc, sắc mặt khó coi vô cùng, chần chừ mãi không thể quyết định được. Thật lâu sau, Tử Mạch chợt ngẩng đầu lên, cười gượng gạo, muội không thể giết hắn được. Hai mắt Xích Huyết nheo lại, giọng nói u ám, tại sao? Dương Khai thầm cười khẩy trong bụng, im lặng chờ đợi câu trả lời của Tử Mạch, hễ cô ta mà có ý nói ra bí mật của hắn, thì phải chịu một sự trừng phạt khắc cốt ghi tâm ngay. Bởi vì, muội thích huynh ấy. Ánh mắt Tử Mạch kiên định, hai má hơi ửng hồng, nói xong lại thêm vào, muội đã là người của huynh ấy rồi, thế nên muội không thể xuống tay được. Dương Khai há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Tử Mạch đầy kinh ngạc, hắn có nào ngờ cô ta lại sử dụng cái lý do sứt mẻ này. Xích Huyết cũng ngạc nhiên vô cùng, hắn đau khổ nhìn Tử Mạch, nghiến răng thốt lên từng chữ một, muội nói cái gì?
Muội nói, muội thích huynh ấy, muội đã là người của huynh ấy rồi. Tử Mạch dứt khoát nhắc lại, lần này thì vẻ mặt đã tự nhiên hơn nhiều. Xích Huyết giận dữ vô cùng nhưng lại bật cười, muội thích một tên võ giả đại hán. Vâng. Tử Mạch lén liếc nhìn Dương Khai, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt hắn phơi phới, Dương Dương tự đắc, trong lòng không khỏi chua xót, hận không thể bước đến cho hắn mấy bạt tai để trút cơn oán giận. Tuy Tử Mạch cũng biết lý do này quá gượng gạo, nhưng sự tình đã đến nước này rồi, cô ta chẳng nghĩ ra được cái cớ nào hay hơn nữa, thế mà cái tên này lại vênh váo đắc ý đến vậy, hoàn toàn không hiểu nỗi khổ sở trong lòng cô ta. Xích Huyết mặt lạnh như tiền, nhìn lướt qua Dương Khai rồi hít một hơi thật sâu, quả nhiên không có khống hồn trùng. Xem ra muội không hề nói dối. Dương Khai khẽ rùng mình, câu này của Xích Huyết vô tình đã để lộ ra một thông tin quan trọng, hắn dường như có thể cảm giác được sự tồn tại của khống hồn trùng. Muội việc gì phải lừa huynh? Tử Mạch gượng cười. Tốt, tốt. Toàn thân Xích Huyết bỗng trào dâng chân nguyên, sát khí ngập tràn, nếu muội đã không biết tự trọng đến vậy, đến thứ rác rưởi đại hán mà cũng dễ dàng chiếm hữu muội, thì sư huynh cũng chẳng cần phải thiên vị muội hay gì nữa. Lần này trở về ta sẽ tường trình hết tất thảy với sư phụ, muội cứ đợi đấy mà chịu phạt đi. Tử Mạch run bắn người, im lặng không nói gì. Về phần hắn, Xích Huyết lãnh đạm nhìn Dương Khai, muội không muốn giết thì sư huynh này sẽ làm hộ. Giọng nói vừa dứt, mười mấy con yêu thú đang khống chế bên cạnh Tử Mạch đột nhiên nhất tề đứng dậy, dương bộ dạng hung ác, nhè răng trợn mắt nhìn về phía Dương Khai. Dương Khai khẽ biến sắc, đưa ánh mắt lạnh băng lướt qua Tử Mạch. Tử Mạch vội vàng giải thích, ngươi mau chạy đi. Khống hồn trùng của sư huynh đẳng cấp cao hơn, có thể ảnh hưởng đến cả khống hồn trùng của ta nữa. Thì ra là vậy. Vừa nghe Tử Mạch nói thế, Dương Khai lại cảm thấy yên tâm rồi. Vốn dĩ hắn vẫn nghĩ Tử Mạch muốn lén hạ thủ với mình, nhưng xem ra hắn đã trách lầm cô gái này rồi. Chạy thoát nổi à? Xích Huyết hục hặc, mười mấy con yêu thú càng thêm hung hãn, vây thành một vòng tròn xung quanh Dương Khai. Sắc mặt Tử Mạch lập tức tái mét, mồ hôi đầm đìa. Cô à vừa khống chế khống hồn trùng của mình, vừa gấp gáp gọi Dương Khai, ngươi mau chạy đi, còn ngơ ra đó làm gì vậy? Dương Khai vẫn bất động, ánh mắt sáng quắc ghim vào con yêu thú lục giai của Xích Huyết. Xích Huyết cười khẩy một tiếng, trong đầu thầm truyền mệnh lệnh, mười mấy con yêu thú liền đồng loạt nhảy lên vồ về phía Dương Khai. Tử Mạch dùng toàn lực để khống chế nhưng vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Dương Khai mặt lạnh tanh, thân mình khẽ cựa quậy đã luồn ra khỏi vòng vây của bọn yêu thú, nguyên khí nội thể bắt đầu sôi sục, bạch hổ ấn trên tay trái giao hòa làm một cùng thần ngưu ấn trên tay phải. Một luồng u quang bay vọt ra từ bàn tay hắn, xông trực diện vào con yêu thú lục giai. Gừ, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Con yêu thú lục giai dưới trướng Xích Huyết há mồm lên gào thét, một luồng phong đao cực lớn phun ra từ miệng nó, ập thẳng vào nô thú án mà Dương Khai đánh ra. Năng lượng điên cuồng giao hội giữa không trung, nô thú án trực tiếp vỡ vụn, không biết tự lượng sức. Xích Huyết lạnh lùng đằng hứng, hắn không biết sự ảo diệu của nô thú ấn, mà chi cho rằng đấy là đòn tấn công của Dương Khai. Tuy nhiên, đòn đánh này của Dương Khai cũng đã bộc lộ ra sức mạnh thật sự của hắn. Ly hợp cảnh bát tầng, phát giác ra điều này, Xích Huyết càng thêm phẫn nộ. Nếu tên này thật sự là thiên tài của đại hán, Tử Mạch thích hắn thì cũng chẳng có gì đáng trách, nhưng rõ ràng hắn còn chưa chạm đến chân nguyên cảnh, làm gì có tư cách khiến Tử Mạch siêu lòng. Xích Huyết thân là đại sư huynh, dĩ nhiên sẽ xem đó là điều sỉ nhục, hắn càng quyết tâm trừ khử Dương Khai hơn. Giết! Đến ý định tự tay hạ thủ, Xích Huyết còn chẳng có, hắn vung tay lên huy động, mười mấy con yêu thú Tử Mạch đang khống chế liền nhào đến lần nữa. Dương Khai lại khẽ khàng cựa quậy, làm lơ bọn yêu thú và tiếng hô hoán của Tử Mạch. Hắn xông thẳng về phía con yêu thú lục giai với tốc độ như tên bắn. Ngồi ngay ngắn trên lưng yêu thú, Xích Huyết cười khẩy không ngớt, trong mắt chứa đựng ánh nhìn ngạo nghễ phủ xuống đông đảo chúng sinh, hờ hững quan sát màn dãy giụa và phản kháng của Dương Khai. Bộ pháp cũng không tồi, nhưng công lực của ngươi quá kém. Xích Huyết cao ngạo bình xét. Con yêu thú lục giai bên dưới hắn dường như đã hiểu ý chủ nhân, tiếp tục há mồm ra gầm rú liên hồi. Đi cùng tiếng gầm của nó là từng luồng phong đao xoắn tít bay ra, hung hãn chém vào đường tiến công của Dương Khai. Dương Khai lách trái luồn phải, tập trung né đòn và không ngừng tiếp cận con yêu thú lục giai. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn. Xích Huyết rốt cuộc cũng khẽ biến sắc, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp tốc độ và bộ pháp của tên đại hán này, mười mấy con yêu thú của Tử Mạch không thể làm gì hắn, cả con yêu thú lục giai cũng căn bản không thể đánh gục hắn. Chỉ trong vòng mười hơi thở ngắn ngủi, hắn đã đến gần Xích Huyết trong phạm vi năm trượng. Hừ. Xích Huyết giận dữ ra mặt, hai con ngươi ghim chặt vào Dương Khai, thần sắc lạnh băng vạn phần. Ba trượng, tốc độ của tên võ giả đại hán này lại gia tăng, vị trí vừa rồi của hắn chỉ còn lưu lại chút tàn ảnh. Xích Huyết mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, rồi đột ngột cười khẩy. Hắn nghiêng cười tung một trưởng vào bên cạnh. Trưởng phong gào rít và sắp bộc phát sức mạnh thì bóng dáng Dương Khai đột nhiên hiện ra, trông như hắn đã bị trúng đòn của Xích Huyết.
Một tia sáng u ám bắn ra từ hai bàn tay Dương Khai và đánh vào con yêu thú lục giai bên dưới Xích Huyết. Cùng lúc đó, Dương Khai vội vàng đáp trả đòn của Xích Huyết, rồi một tiếng động nhỏ vang lên, hắn bay vút ra xa như con diều đứt dây. Không biết phải quấy. Xích Huyết nhíu mày, hắn phát hiện tên võ giả đại hán này liều mạng xông đến mà chỉ đánh một tia u quang vào con yêu thú lục giai, tuy đã đánh trúng nhưng nó lại không có phản ứng gì to tát, ngược lại Dương Khai sau khi tung đòn chọi một, chắc chắn sẽ bị thương. Bịch! Dương Khai rơi xuống đất, đạp lùi về sau mấy bước mới đứng vững được, hắn hít thật sâu để áp chế khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng ngực, đồng tử lóe lên tia nhìn kinh ngạc. Lợi hại! Dương Khai tán thưởng không chút nhỏ mọn. Không hổ là tình anh xuất thân từ thế lực xuất chúng, cho dù chi là một phân chi nhỏ trong đó thôi, nhưng sức mạnh nhường này thì không phải ai cũng có thể sánh ngang được. Bây giờ có muốn xin tha thì cũng đã muộn rồi. Vẻ mặt Xích Huyết lạnh như băng, sư muội, sư huynh có thể cho muội một cơ hội, chỉ cần muội giết hắn, ta sẽ nói tốt vài câu cho muội trước mặt sư phụ, thậm chí còn có thể giúp muội che giấu bí mật rằng đã đánh mất sự trong trắng, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của muội trong tông môn, còn nếu không, sự việc mà lộ ra, muội sẽ khó mà làm người tiếp được. Tử Mạch lắc đầu không chút do dự, muội không thể hạ thủ với huynh ấy. Động thủ với Dương Khai đồng nghĩa với việc tự đào mồ chôn mình, điều này Tử Mạch đã suy tính rất rõ ràng. Được, sau này chớ có hối hận vì con đường mà muội đã chọn. Xích Huyết không hiểu nguyên do thế nào, nhưng hắn chi tiết rèn sắt không ra thép, hắn đưa tay ra vỗ vào con yêu thú bên dưới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai, ta không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc sư muội, nhưng nữ nhân của Thiên Lang quốc chúng ta không thể để bọn nam nhân đại hán các ngươi chiến hữu được, vậy nên ngươi bắt buộc phải chết. Vênh váo thốt lên những lời này xong, Xích Huyết yên lặng chờ đợi cái chết của Dương Khai. Thế nhưng chỉ một chốc sau, thần sắc hắn không khỏi biến đổi, hắn kinh ngạc cúi xuống nhìn con yêu thú của mình. Vừa rồi hắn đã hạ lệnh tiến công cho nó, nhưng nó lại không có chút phản ứng gì. Khống hồn trùng vẫn còn, sao lại như vậy? Trong lòng hồ nghi, Xích Huyết lại tiếp tục hạ lệnh, lần này thì con yêu thú đã có phản ứng, nhưng nó không tấn công Dương Khai mà lại nhảy lên rồi nặng nề đáp xuống, hất Xích Huyết bay thẳng ra ngoài. Quay cuồn cuộn giữa không trung, Xích Huyết đáp xuống đất, rồi nhìn lại con yêu thú của mình. Lúc này nó đang nhìn chính diện với hắn, trong yếu hầu ùng ục tiếng gầm rú âm trầm, hai con ngươi sáng lòa hung hãn. Xích Huyết hốt nhiên biến sắc. Con yêu thú đã bị hắn gieo khống hồn trùng này, lại có thể thoát khỏi vòng chi phối và đối địch với hắn. Ha ha ha. Dương Khai bật cười đắc ý, tiếng cười ngang ngược vô cùng. Xích Huyết nhìn hắn, hồi tưởng lại hành động quái lạ vừa rồi của hắn, quát lên từng tiếng trầm đục, vừa rồi ngươi đã làm gì? Chợt nhớ đến tia u quang nọ, Xích Huyết mới ngộ ra, tên này mới nãy đã liều chết xông đến chi để đánh tia u quang này vào người con yêu thú, chắc hẳn phải có trò gì đó. Bằng không, con yêu thú của hắn không thể thay đổi như vậy được. Dương Khai cười lớn, dẹp sạch mọi sự cẩn thận dè dặt trước đó, hắn hào hứng chậm rãi tiến đến bên cạnh con yêu thú lục giai, đưa tay vỗ lên lưng nó, liếc nhìn Xích Huyết, ta đã làm gì, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao? Tử Mạch há hốc mồm nhìn Dương Khai đầy khiếp sợ. Càng ở gần hắn, Tử Mạch phát hiện hắn càng thần bí. Sức mạnh và điều kỳ lạ ở con người này đã vượt xa mọi tưởng tượng của Tử Mạch. Đến tận giờ khắc này, Tử Mạch mới hiểu tại sao trong trận đại chiến với yêu thú mấy ngày trước, hắn lại có thể hóa giải mối nguy hiểm của mình và Lãnh San. Tuy cô ả biết rõ lúc đó hắn đã động thủ, nhưng lại không hiểu lắm sự huyền bí ấn chứa bên trong. Song, bây giờ, cuối cùng Tử Mạch đã hiểu ra, gã đàn ông này cũng có thể điều khiển yêu thú. Hắn dễ dàng khống chế một con yêu thú lục giai, khả năng khác thường này ai có thể địch lại được. Kể cả sư huynh Xích Huyết của cô ả, cũng phải hy sinh trên trăm con khống hồn trùng, mạo hiểm vô cùng mới khiến chúng dung hòa lẫn nhau, sau đó lại vứt bỏ mấy chục con yêu thú ghê gớm khác, mới có thể chi phối con yêu thú lục giai trước mặt. Nếu so sánh hai bên với nhau, thì khả năng của Dương Khai quả thật là khó lường. Sao ngươi làm vậy được? Khống hồn trùng của ta vẫn còn ở trong cơ thể nó, thật vô lý. Xích Huyết không thể bình tĩnh nữa, hắn cố gắng kết nối với đám khống hồn trùng nhưng con yêu thú vẫn không tuân mệnh hắn. Không có gì là không thể cả, chỉ có thể nói bọn trùng của ngươi quá kém thôi. Dương Khai khẽ cười khinh miệt, thần sắc lạnh băng. Thú vị lắm. Xích Huyết đột nhiên phấn chấn lên, cứ như được chứng kiến chuyện gì mới lạ lắm. Ánh mắt hắn sáng quắc chĩa vào Dương Khai, trong đó lóe lên chiến ý hừng hực cháy. Giết! Dương Khai thốt lên một chữ. Con yêu thú lục giai nọ liền xông đến Xích Huyết với tốc độ vũ bão, phong đao không ngừng chút ra. Xích Huyết tránh ra, thân pháp cũng khá là tinh diệu. Hắn căn bản không xung đột trực diện gì với nó mà còn bay lên không, rồi xoay ngược bố nhào xuống Dương Khai như con chim ưng xé ngang bầu trời. Xích Huyết tuy công lực mạnh, nhưng cũng không thể đối kháng chính diện với một con yêu thú lục giai, mục tiêu của hắn chỉ là Dương Khai, chỉ cần giết được Dương Khai, con yêu thú sẽ lại rơi vào vòng kiểm soát của hắn. Từ trên bổ xuống, chiêu thức của Xích Huyết lúc trầm lúc bồng, sức mạnh chân nguyên cảnh thất tầng triển khai toàn lực, ẩn chứa sức hủy diệt kinh hoàng. Dương Khai vẫn bình thản,
nguyên khí nội thể được thôi thúc đến cực hạn. Hắn chẳng những không tránh đòn, mà còn đạp thẳng hai chân xuống đất, nhào lên nghênh đón màn tấn công của Xích Huyết. Ngươi thú vị lắm. Xích Huyết cười gian xảo. Ngươi cũng không tệ đâu. Dương Khai cũng cười sang sảng. Cả hai đang đấu võ mồm, nhưng cánh tay thì đánh sát vào nhau không chút cẩu thả và điệu bộ. Đòn đánh này cả hai đều dùng hết toàn lực, không giữ lại chút sức nào. Xích Huyết muốn dùng thủ đoạn thật ghê gớm để quật chết Dương Khai, nhằm dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế con yêu thú. Và đối mặt với đòn công kích của kẻ địch như thế này, Dương Khai ắt cũng không dám dè dặt. Quyền trưởng giao thoa, giữa không trung bùng lên tiếng nổ trầm đục, chấn động màng tai, trong chớp mắt năng lượng thiên địa hỗn loạn, có hai tiếng hục hặc đồng thời vang lên. Xích Huyết bay nhào trở ra, Dương Khai rơi xuống như sao xa. Bịch, Dương Khai nện mặt đất thành một cái hố nhỏ, lúc hắn bò trở lên, khóe miệng không kềm được trào ra chút máu đỏ, còn Xích Huyết sau khi rơi xuống, sắc mặt hơi đỏ, chẳng có chút đáng ngại. Màn đánh đối chiêu này, Xích Huyết đã chiếm thế thượng phong. Tuy vậy, nhưng trong mắt Xích Huyết vẫn lóe lên chút gì đó gọi là kinh ngạc, hắn nhìn sang Dương Khai, còn chưa kịp nhìn rõ trạng thái của Dương Khai, thì một chàng phong đao bỗng dồn dập kéo đến. Xích Huyết chửi rủa liên hồi, vội vàng né tránh. Đó chính là đòn tấn công của con yêu thú lục giai, hắn căn bản chống đỡ không nổi vài lần. Hai người, Tử Mạch kêu lên, không biết nên xử trí thế nào cho phải. Ngươi chưa có xen vào. Dương Khai hét lên, hắn biết cô đang khó xử, dĩ nhiên sẽ không ép cô phải ra tay giúp đỡ. Hắn tiếp tục triển khai bộ pháp nhào về phía Xích Huyết. Xích Huyết biến sắc, không dám ngồi yên nữa mà hốt hoảng chạy thục mạng. Hắn vốn tưởng rằng Dương Khai sẽ không chịu nổi một chiêu, chỉ cần một chiêu là đủ lấy mạng Dương Khai, vãn hồi thế cục, nhưng không ngờ tên này lại mạnh đến thế, dùng công lực ly hợp cảnh bát tầng để đối đầu với hắn, mà chi chịu chút thương tích còn con. Không thể giết chết Dương Khai trong thời gian ngắn, yêu thú lục giai lại rơi vào tay địch, sư muội lại không trợ lực, Xích Huyết nào chịu đứng đấy chịu chết. Chớp mắt, Xích Huyết đã vụt ra ngoài cả trăm trượng, Dương Khai cũng không chịu bỏ qua, xoay người cưỡi lên lưng con yêu thú đuổi theo cấp tốc. Tử Mạch ngập ngừng do dự hồi lâu, chợt nghiến răng, vội vã chạy theo. Sống chết của chính mình đang nằm trong tay Dương Khai, cô sao có thể phớt lờ được. Trong rừng sâu, có ba cái bóng lần lượt bay vút qua. Xích Huyết chạy đầu tiên với tốc độ cực nhanh, Dương Khai cưỡi con yêu thú bám sát theo sau, tiếp đó mấy dặm là Tử Mạch dẫn đầu mười mấy con yêu thú, thần sắc hỗn loạn, vừa muốn đuổi theo vừa muốn bỏ chạy. Mãi không thể hạ nổi quyết tâm nên tốc độ chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Trong màn công kích chớp nhoáng, yêu thú lục giai triển khai hết thần uy, phong đao tản ra cả trăm trượng, từng thân cây cứng cáp đổi như dạ, sức mạnh của nó quả là không tầm thường. Phải nói nó là con yêu thú mạnh ngang với thần du cảnh. Tuy Xích Huyết đang chạy trốn, nhưng cũng chẳng tất tà là mấy, hắn chỉ hơi cho mày, lo rằng cứ chạy mãi thế này sớm muộn sẽ hết sạch chân nguyên, còn tên võ giả đại hán kia thì chẳng phải lo chuyện đó. Một khi bị dồn vào đường cùng thì hắn thật sự chỉ có nước chạy đằng trời. Nào ngờ, lúc này Dương Khai cũng rối ren vô cùng. Nô thú án tuy rất mạnh, nhưng trước giờ hắn chỉ mới thi triển với yêu thú tứ giai, ngũ giai, chứ chưa từng dùng với yêu thú lục giai. Lúc trước hắn cũng đã phỏng đoán nô thú ấn không thể nào vô địch được, ắt hẳn nó cũng có giới hạn sức mạnh, chỉ là mãi chẳng có cơ hội thử nghiệm, bây giờ thì quả nhiên đúng là vậy. Công lực hiện tại cảo Dương Khai là ly hợp cảnh bát tầng, tương đương với trình độ tứ giai đỉnh phong của yêu thú. Ở mức công lực này mà sử dụng nô thú án thì có thể dễ dàng chi phối yêu thú tứ giai, yêu thú ngũ giai thông thường cũng có thể khống chế, nhưng còn con yêu thú lục giai trước mắt này thì không hiệu nghiệm cho lắm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.